Chào các bạn. Thì tiếp tục chuỗi video về việc ôn tập ngữ pháp tiếng Anh thì chúng ta sẽ đến với bài học thì quá khứ tiếp diễn nha các bạn. Các bạn nào có còn chút ấn tượng nào về cái thì này không? Thì mời các bạn cùng xem nghe bài giảng của cô giáo nha. Cô xin chào các em. Ở bài học hôm nay, cô sẽ cùng các em tìm hiểu về cách sử dụng và cách chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn, past continuous tense. Chúng ta sẽ bắt đầu với cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn, the uses of past continuous tense. Quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh có 4 cách dùng. Cách dùng thứ nhất, quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả những hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Actions happening at a specific moment in the past. Cách dùng thứ hai, quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả hai hành động cùng xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Two actions happening at the same time in the past. Và cách dùng tiếp theo của thì quá khứ tiếp diễn là để mô tả thông tin mang tính chất là làm nền cho một sự kiện chính ở trong quá khứ. Background information in an event. Và cách dùng cuối cùng của thì quá khứ tiếp diễn là quá khứ tiếp diễn sẽ được sử dụng kết hợp với quá khứ đơn để thể hiện một hành động đang xảy ra, an action happening, thì bị một hành động khác chen ngang vào, is interrupted by another action. Vậy thì cách dùng cũng như là các ví dụ cụ thể tương ứng với từng cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn như thế nào, cô mời các em quan sát slide tiếp theo. Cách sử dụng thứ nhất, actions happening at a specific moment in the past. Cô có một ví dụ như sau. We were having a party at this moment yesterday. Tại thời điểm này ngày hôm qua thì chúng tôi đang có một bữa tiệc. Vậy tại thời điểm này ngày hôm qua là một khoảnh khắc, một mốc thời gian rất là cụ thể trong quá khứ. Vậy thì chúng ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn để mô tả về hành động này. Cách dùng thứ hai, two actions happening at the same time. Chúng ta có ví dụ là while James was playing the piano, his brother was watching a cartoon. Hai hành động, James chơi đàn piano và anh trai của bạn ấy đang xem phim hoạt hình. Hai hành động này xảy ra cùng một lúc trong quá khứ, vậy nên chúng ta chia động từ was playing và was watching thì quá khứ tiếp diễn. Cách dùng thứ ba, background information in an event. Với ví dụ là the sun was shining brightly, so we decided to go out and took some photos. Sự kiện chính của chúng ta là we decided to go out and took some photos. Chúng ta quyết định đi ra ngoài và chụp ảnh. Bởi vì chúng ta có một cái thông tin làm nền cho sự kiện đấy, đó là the sun was shining brightly. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Thế nên là chúng ta mới đưa ra quyết định là thực hiện cái hành động đi chơi và chụp ảnh, đúng không ạ? Và cách dùng cuối cùng, an action happening is interrupted by another. Các em quan sát ví dụ sau. They were chatting happily in the living room when the bell rang. Họ đang tán gẫu rất là vui vẻ trong phòng khách thì chuông reo, chuông cửa reo. Hành động tán gẫu với nhau trong phòng khách là hành động đang diễn ra, đang tiếp diễn ở quá khứ. Và cái hành động là cái chuông cửa nó reo lên thì là hành động cắt ngang cái hoạt động mà chúng ta nói chuyện với nhau. Vì vậy, hành động tán gẫu, chatting được chia ở quá khứ tiếp diễn và chuông cửa reo sẽ được chia ở thì quá khứ đơn. Như vậy là cô vừa giới thiệu với các em 4 cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn và những cái ví dụ của mỗi cách sử dụng này. Vậy thì động từ thì quá khứ tiếp diễn sẽ được chia như thế nào? Các em quan sát thêm một vài ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất. They were taking a test at 2 p.m. yesterday. Chúng ta thấy là chủ ngữ đại từ they là đại từ nhân xưng ở số nhiều, plural subject. Vậy nên là động từ quá khứ tiếp diễn sẽ được chia là were taking. Với ví dụ thứ hai, the girl was shopping in the park at this moment last Sunday.
chúng ta thấy khác với ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai. Chủ ngữ là the girl là danh từ ở số ít, singular subject. Vậy nên động từ và câu tiếp diễn ở đây sẽ được chia là was shocking. Như vậy chúng ta có thể rút ra được cách chia động từ và câu tiếp diễn bao gồm có hai dạng, đó là với các chủ ngữ ở số ít I, he, she, it và danh từ ở số ít singular noun, động từ sẽ được chia là was verb. Cách dùng từ cách chia thứ hai với chủ ngữ ở số nhiều we, you, they and plural noun, danh từ số nhiều, động từ sẽ được chia là were verb. Với các loại câu trong tiếng Anh, câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi, thì cấu trúc câu ở thì quá khứ tiếp diễn sẽ như sau. Với câu khẳng định positive sentence, chúng ta có cấu trúc chủ ngữ cộng was were cộng với verb in. Ví dụ, Sally was cooking dinner at this moment yesterday. Sally là chủ ngữ số ít và động từ to be sẽ chia là was cooking. Ví dụ tiếp theo, her students were working on their projects at this time last week. Chủ ngữ của câu là her students là danh từ số nhiều, vậy nên động từ to be sẽ chia là were working. Với câu phủ định negative sentence, chúng ta có cấu trúc là subject cộng với were hoặc là was not và dạng ngắn gọn viết tắt là weren't và wasn't, động từ chính vẫn ở dạng là verb. Ví dụ, Charlie wasn't cooking dinner at this moment yesterday. Đối với câu hỏi questions, chúng ta đảo trở động từ to be lên trước chủ ngữ were, was, subject, verb. Ví dụ, were her students working on their projects at this time last week? Vậy đây là các cấu trúc ở thì quá khứ tiếp diễn. Vậy thì để nhận biết được khi nào thì chúng ta sẽ cần phải chia động từ thì quá khứ tiếp diễn, các em sẽ phải học các dấu hiệu chỉ thời gian, time markers. Ở thì quá khứ tiếp diễn, chúng ta có một số dấu hiệu chỉ thời gian như sau. Dấu hiệu thứ nhất, chúng ta sẽ dùng giới từ at cộng với một mốc giờ cụ thể. Ví dụ như là 1, 2 o'clock, 1, 2 a.m. or p.m. Và sau đó chúng ta sẽ cộng thêm một danh từ chỉ thời gian ở quá khứ, chẳng hạn là at 1 a.m. yesterday. Dấu hiệu thời gian tiếp theo, chúng ta sẽ dùng cái cụm at the moment, hoặc là at this moment, or at the time, or at this time, và phía sau là một danh từ chỉ thời gian quá khứ, chẳng hạn là at this moment last week, at this time 2 years ago. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng các biên từ chỉ thời gian như là while, trong khi, when, hoặc là as, khi mà. Các em quan sát một số ví dụ như sau. Với while và as thì thông thường chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn. Ví dụ như là while as we were cleaning the house, a neighbor came. Trong khi chúng tôi đang lau nhà thì một người hàng xóm đến. Và chúng ta thấy là động từ clean được chia ở quá khứ tiếp diễn bởi vì nó đứng sau các liên từ như là why hoặc là as. Và chúng ta có một ví dụ với liên từ when. Sau liên từ when, chúng ta có thể dùng một mệnh đề quá khứ tiếp diễn và cũng có thể dùng mệnh đề ở quá khứ đơn. Chẳng hạn như là when the time struck 12, he was still working. Khi đồng hồ chỉ 12 giờ, khi thời gian đã 12 giờ, anh ta vẫn còn đang làm việc. Thì mệnh đề sau when chúng ta dùng quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn. Cô vừa giới thiệu với các em một số dấu hiệu chỉ thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập thực hành để củng cố lại những kiến thức đã học của thì quá khứ tiếp diễn. Ở đây cô đã có một ví dụ. Ví dụ thứ nhất, they were waiting for the bus when the rain began to pour down. Ở ví dụ này, chúng ta thấy là hành động waiting for the bus đang diễn ra. Thế nên chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn. Và cái sự việc là mưa bắt đầu trút xuống là hành động xen vào. Vậy nên là chúng ta sẽ chia động từ began ở thì quá khứ đơn. Các em sẽ làm tương tự với các câu số 2, 3,
4 và 5 chúng ta sẽ lựa chọn sử dụng động từ quá khứ tiếp diễn hay là quá khứ đơn cho phù hợp với văn cảnh của từng câu. Và chúng ta cũng cần lưu ý các dấu hiệu chỉ thời gian trong mỗi câu để chúng ta có cái lựa chọn chính xác nhất. Với câu số 2, chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào ạ? Were watching. Các em quan sát và đáp saw. án. Câu số 2. While he was watching the TV news, he saw his old friend. Ở câu 2, thì sau điện từ while, chúng ta sẽ chia động từ vào cái tiếp diễn, vì đấy là hành động đang diễn ra trong quá khứ. Còn mệnh đề còn lại, chúng ta sẽ dùng động từ quá khứ đơn, bởi vì đấy là hành động xen vào. He saw his old friend. Câu số 3. At this time last summer, our boys were participating in a graphic design competition online. Chúng ta có mốc thời gian là at this time last summer, vào đúng thời điểm này vào mùa hè năm ngoái. Chúng ta sẽ chia động từ vào cái tiếp diễn, bởi vì là đây là một hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Our boys were participating. Những cậu bé của chúng ta đang tham gia vào một thi thiết kế đồ họa trên mạng. Câu số 4. As the man was walking through the forest, he met a hunter. Hành động đi bộ qua rừng đang diễn ra trong quá khứ. Vậy mình sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn was walking. Hành động gặp gỡ một người thợ săn là hành động xen vào trong khi mà người đàn ông đang đi bộ. Thì chúng ta sẽ chia hành động gặp gỡ, gặp một người thợ săn đấy thì quá khứ đơn là met. Và câu cuối cùng, câu số 5. Tyler woke up at 6 in the morning. At that time, it was snowing really hard outside. Ở ví dụ số 5, hành động Tyler woke up at 6 in the morning là sự kiện chính. Tyler thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Vào thời điểm đấy, trời đang đổ tuyết rất là dày ở phía bên ngoài. Vậy thì cái sự việc là tuyết đang rơi rất dày ở ngoài cửa là cái thông tin mang tính chất là làm nền cho cái hành động thức dậy ở buổi sáng. Vậy nên là cái việc tuyết rơi, chúng ta sẽ dùng động từ quá khứ tiếp diễn was snowing. Trong bài tập này thì các em làm đúng được bao nhiêu câu ạ? Cô hy vọng là các em có thể làm đúng hoàn toàn tất cả các câu. Như vậy, cô cùng các em vừa mới tìm hiểu về cách sử dụng của khi quá khứ tiếp diễn, cách chia động từ, và cùng nhau làm một vài câu hỏi thực hành cách dùng của thì và cái tiếp diễn.